Ghi nhớ lại Quỳnh Lương Nghệ An không? Hai trời đổi đất sắp đặt lại Giang Sơn, khẩu hiệu đấy. Một cơn mắng cờ quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mắng cờ của một cơn mà xây dựng cái gì? Đến cái ông mà yếu yếu mới cái hồi nào đây tôi nhớ tôi mới đi miền Bắc năm 68 nữa mà đó. Còn như ông Malaysia, bên đây ông qua đi. Mà cô thử là tới đâu rồi? Ông cứ so chính anh là ông thấy từ đàn giàu lên đàn điện là ông phấn khởi rồi. À, thì mấy cái anh mà cán bộ của mình mà cứ phải cho ăn rồi mới làm những đúng tin như mấy người đây rồi. Chứ chị không có tốt gì đâu, em nhớ đâu. Có ai có lợn, không ai không lợn nữa. Thành nó có heo. Được thành tích rồi thì mấy ông dành nhau trả ung mạnh đi báo chí. Thành tích thì dành cho mình mà khuyết điểm là đổ. Từ họ Lê, họ Nguyễn, họ Trần, tiểu lo mà đổ. Đổ là đổ thương đó. Nghiện hụt, không biết nhiều cái cơ sở tôi thấy đồng chí hụt nhưng mà hụt mãi. Dưới quận huyện cũng hụt, hụt quá nhiều đi. Không đã hụt mà đã có câu ca rồi đó. Đời của ta, trước đời của ta đâu có giặc thì ta cứ đi. Còn bây giờ qua đời của ta đâu có hộp thì ta cứ đi. Được cái sở khoa công nghệ môi trường, yên tâm với những phát minh sáng chế đi kia, yên tâm với nghiên cứu đề tài khoa học kia. Đề tài khoa học mà nào là nâng cao sức lãnh đạo chiến đấu của đảng cũng đề tài khoa học, đủ thứ khoa học ấy, mà cũng khoa học ứng dụng trong thực tế này, không lo. Còn quan liêu sai dân, cái này là cái tệ hại của những người cộng sản. Dân người ta hồi trước họ chết sống với mình, khi có quyền lực rồi thì dễ lạm dụng quyền lực, dễ sai dân, nó trở thành căn bệnh của những nhà cầm quyền. Tôi không biết, cứ hệ tội phạm hoành hành nhiều là do công an yếu. À, đấy. Mà tôi nói. Bây giờ hạt xuống nước đi chứ, những cái xấu, những cái kém của người ta đừng hạt, còn những cái hai của hạt đó. Qua Singapore đó mà trộm mà đến 20 lần như thế này đấy, bực liền. Họ đâu có ra nghị quyết nhiều đâu. Họ đâu có hô tồn đảng, tồn quân, tồn dân, tồn thống tội phạm đâu. Họ cũng biết xã hội nó như thế. Mình nó quá lỏng lẻo. Họ làm sao là tình chất. Nếu mình làm sao rồi thì nhân rồi đó thôi. Tỉnh quay không có nhóm đó vấn đề gì. Ông có cách chức thì anh chịu thôi, cái đồng biểu anh tự chức thì anh không tự. Anh nói bao nhiêu người cái tự ra mà tôi tự. Cái họ làm sao là tự chức. Có làm tự tặng lắm á. Còn mình thì họ làm sao là tự chức, còn mình làm sao là anh đi. Trùng lắm, cao lắm là kiểm điểm là rút kinh nghiệm. Cho nên không có cái dây gì nó già hơn cái dây kinh nghiệm nó rút không biết mà không bao giờ hết. Rút. Thì ông kêu mà không biết bao giờ làm. Hạn biết, năm, 10 năm, 20 năm, hoặc lâu hơn nữa. À. Không có đường ra, có những cái hồi có giếm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc lâu hơn nữa, nhưng nhất định chúng ta sẽ thắng lợi, vâng. Thì nó là ổn rồi. Bây giờ cái trà nít, bây giờ có khi ta đổi mới tư duy, cũng thế là không. Còn phải nói rằng là cái đường lối ngoại giao của chúng ta nó cũng chưa thật khéo lắm. Cho nên chúng ta cũng vướng vào hai cuộc chiến tranh, biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam. Chúng ta phải đụng độ với ông bạn khổng lồ phương Bắc. Tất nhiên tôi xét lại lịch sử, nhưng quan điểm cá nhân tôi là tôi nghĩ như thế. Nếu như còn Bắc Hồ còn sống thì tôi tin rằng chưa chắc xảy ra cuộc chiến tranh này đâu. Nói cái đường lối ngoại giao khéo léo, tài tình Bắc Hồ cũng sẽ tránh được hết. Cái coi như lúc họ đánh Việt Nam nào cũng khen đủ chuyện hết. Rồi đất nước bất phận, phải nói là ấn tượng, kinh tế tăng trưởng khá, hay có đất nước hết sức xinh đẹp và có thứ quan ngại. Mình thấy mình cũng nói như tâm linh đi may thì không lẽ ở đấy là cái không lẽ ở đấy là có đất nước các bạn cũng là khảo ghê lắm. So với đất nước chúng tôi thì các bạn 80 năm sau thì mới vào đó kìa. Không lẽ họ nói là họ khen ông rồi họ kiếm bữa cơm họ đi về chứ. Bởi vì họ thấy họ quan trọng, ai cũng cần họ, ai cũng nhờ họ. Từ cán bộ mình cũng vậy, lên giữ được cái chức rồi là bắt đầu là quất lắc, bắt đầu là quất tháo, bắt đầu là xa dân, bắt đầu là thiếu trách nhiệm. Cho nên cái bệnh gì, cái bệnh thờ ơ chính trị á, là cái căn bệnh cũng tương đối phổ biến trong đội ngũ cán bộ giờ. Đảng hầu mô đó chết tính xa, trừ thấy không thấy nổi chi. Thì
Yeah. Ai đua xe là cứ tịch thu đem bán lấy tiền xây nhà cho người nghèo. Đấy. Không có gọi điện phục hay không có xin sợ. Tôi là tôi ra giữa quốc hội là người ta chắc lắm thôi chứ người ta để cho tôi yên nào. Là có căn cứ luật, điều luật nào để mà tịch thu xe. Nói thứ là căn cứ cái điều luật nào dùng xe tốc tốc độ nhanh, hút vô người đi đường, lăn nhộn nhộn dễ chết. Có cái điều luật là cho phép đâu. Anh cũng biết, anh đó và ông đó thì xin thưa quốc hội tôi về tôi tiếp tục tôi làm. Với tôi phun vào xe máy, vào xe ô tô mà tôi cũng phun nốt, lấy tiền xây nhà cho người nghèo. Đấy. Các ngành đồng chí ở thành phố dám nói rằng đồng chí Bí Thư nói là chứ ở mình đây là không có tình cảm nhà. Bọn tôi giải quyết là miếu bao công trở lên, công tâm, khách quan. Dám nói rằng nên người dân nhiều lúc họ bị oan ức lắm, họ không biết làm gì vậy. Nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ phải ít đâu cũng tuyên hóa. Nghe thôi hùng dũng nhưng mà tình cảm lắm. Điên cả hai thi hành nổi. Như các đồng chí biết là trong kháng chiến á, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một bộ tham mưu tối cao, toàn những người có đức có tài, những tên tuổi như Lê Dũng, như Trường Chinh, như Phạm Văn Đồng, như Võ Nguyên Giáp, vân vân, như Nguyễn Văn Linh, góp phần vào trong cái chiến thắng chống Mỹ. Phải nói là uy tín của đảng đối với dân gần như tuyệt đối. Đảng gắn bó máu thịt với dân, dân rất tin đảng. Nhà tâm cửa nó cũng thắng giặc Mỹ ta sẽ cực trừng xuống sao. Nhưng mà sau giải phóng miền Nam năm 75 á, thì phải nói rằng sau khi thắng Mỹ rồi, những người cộng sản Việt Nam quá say sưa với chiến thắng. Cứ tưởng là mình thắng Mỹ là mình nhắc rồi, mình thắng Mỹ được thì không có gì khó hơn thắng Mỹ hết. Mà mình còn làm được thì cấp thứ khắp tồn lại mình sẽ làm được. Bắt đầu chủ quan, bắt đầu duy ý chí. Và do say sưa với chiến thắng, đảng bắt đầu buông lỏng sự lãnh đạo, chính quyền cũng buông lỏng sự quản lý nhà nước, và cán bộ đảng viên bắt đầu vô qua biến cách. Những cái điều mà trước kia không bình thường thì bây giờ dần dần nó thành bình thường. Chúng ta mới có hòa bình, thực sự cũng chưa có thái bình nữa. Thái bình là đoàn cây xuống dưới yên vui, ngủ không sợ em trộm vô, không có tội phạm, con người sống với nhau nhân ái thủy chung, tình nghĩa. Còn sai, ông ngồi đó ông chê bắt Triều Tiên với Cuba, bộ nói bỏ trừ đi, nghèo thê lương, kiên dân kinh, kiên dân yêu rồi chi chi. Mà xin lỗi ông, đúng là họ còn bao cấp, đúng là họ còn có những mặt chưa đổi mới, còn trì trệ. Nhưng họ cũng nhìn ông bằng cả mắt khóc, chứ không phải ông tưởng mà họ khen ông lắm đó. Họ muốn phải nhìn qua đó là, hắn đổi mới, hắn đi theo hướng của Mỹ rồi bà ơi. Cho nên ở nước mình làm đường, làm xóa, làm trường, làm trại là làm dối. Và ở nước ngoài là anh làm dối á, lại lộ, nó bắt anh đào lên làm lại. Đấy, cho nên tốt nhất thì làm thật. Đấy, làm dối thì nào lộ thì lại. Đấy, làm thật thì nó có lời. Còn làm dối là lộ. Còn ở mình là làm dối là có lời. Làm thật thì không ăn chi. Cứ lộn ngược như thế, như khác với người ta như thế thì lấy đâu ra ngồi mơ. Như vậy là xúc ra nhiệm kỳ kéo dài 25 năm. Một cái chặng đường mà Hàn Quốc dư sức để nó chuyển mình từ một cái nước nông nghiệp sang một cái nước công nghiệp. Vấn đề xây dựng và chỉnh đốn đảng luôn được đề cập và hết sức quyết liệt. Hô hào thì rất mạnh. Nhưng mà như tôi nói, cần xây, cần ra nhiều nghị quyết thì tình hình nó cũng còn ngại, còn xấu thêm, yếu kém và phức tạp hơn. Còn kinh nghiệm ở thực tiễn á, chứ không phải lý thuyết đâu, cũng đã chỉ ra rằng cán bộ mà muốn thành công á, thì chú ý gì? Một là anh phải tận tụy với công việc. Hai là không tham vọng. Nhớ là hy vọng với tham vọng là khác nhau đó. Hy vọng thì có thể tạo ra tương lai, nhưng mà tham vọng á, nó sẽ giết chết tương lai. Cái thứ ba là phải tập hợp được. Bốn thế là phải khiêm tốn, thuyết phục. Người ta nói rằng Lê Đinh nói cho mà tôi nói đâu. Mà không khiêm tốn thì không làm lãnh đạo, không thuyết phục thì không làm lãnh đạo, mà không quyết đoán thì đừng bao giờ làm lãnh đạo. À, quá ra là làm cái chết cả nam để nhìn cuối cùng mấy anh cha mà cũng làm dở lãng được lãng gặp Ngọc Hoàng hết. Mấy anh làm tốt đâu có được lên trời mà gặp Kim Định đâu, lên gặp Ngọc Hoàng đâu. Nó gặp Ngọc Hoàng nữa, còn Ngọc Hoàng bằng anh nữa kìa, ghê không? Cũng còn ly xì phong bì cho Ngọc Hoàng nữa. Ông trời ơi là trời. Rồi Ngọc Hoàng cũng ra cũng nói chung chung cũng biết hết nhưng mà không làm được cái gì hết. Rồi cũng qua cả lần thách rồi cũng vui vẻ thôi thì cho mấy chú báo rồi cho các chú về lại đó thôi chứ làm gì đâu.
hèn chi mà cái đất nước mình không phát triển là đúng rồi. Đã ra mà phải lấy roi mà nhắc cho mấy cái thằng to mà làm dở ra đây chứ, phải xử phạt nó chứ. Nếu còn không là đi hết, chỉ cười, cười cao xót xót, cười gì. Tôi nói với các đồng chí là chức này chức kia rồi, thật ra nó cũng chỉ phương tiện thôi, cái nó không có mục đích của cuộc đời. Các đồng chí trời còn đang làm việc sai xưa đó, cứ nghỉ hưu rồi đó, rồi nhìn bạn bè, nhìn đồng nghiệp, cuối cùng được xem lại mình đã làm được những việc gì, chứ không phải mình đã kinh qua được những chức vụ gì. Họ người đời họ không nhớ anh kinh qua chức gì đâu. Nó nhiều lúc cũng đừng có nặng nề quá với cái chức. Thôi cứ phấn đấu cái làm những tốt đi, tập thể nó tín nhiệm, tất nhiên cái đề bọt cắt nhắc thì nó cũng tương đối thôi. Ông Lê Đi Nhẫn cũng đã từng cảnh báo là ông bảo là không một kẻ thù nào, cho dù nó nham hiểm và hung hãn nhất, có thể tiêu diệt được đảng Cộng sản. Ngoại trừ những người Cộng sản họ tiêu diệt chính họ. Cái gì ở Đà Nẵng mà tôi vẫn nói với lại cán bộ là luôn lên để mà làm, dòng họ theo năm ba tuổi nữa, nhưng để cho con cháu bây giờ để đừng thỏa mãn với những kết quả để đạt được. Rồi chức quyền rồi đến lúc cũng hết, anh em nuôi vui những bộ sinh ra vốn dĩ là dân, rồi phấn đấu dần dần là cũng thành quan, hết quan rồi là hoàng dân, cứ sớm dần dần rồi cũng sẽ vào quan, và quan là một quan tài á. Chúng ta phải có trách nhiệm, nó thật làm thật. Tôi có thể nói với các đồng chí là tôi nói suốt đời, bao giờ các đồng chí khắc phục và tôi hãy nói.